Dạ vâng, em Tùng, xin chào anh em. Hôm nay em về cái hàng Mỹ Milwaukee, đánh bóng, máy đánh bóng 12V. Thì mã của nó là 2438 gạch 20X. Thì nó bao gồm có máy pin sạc và phụ kiện của nó đầy đủ. Thì Milwaukee từ Mỹ vậy, em sẽ cua ra cho anh em xem. Và anh em nào quan tâm thì liên hệ 0962 232 180. Em Tùng xin cảm ơn. Thì cái máy này nó là đỡ chuyên về dùng đánh bóng nha anh em. Cái túi xách cũng khá là đẹp. Đấy, thì có cái tay cầm này, tay cầm đỡ cho anh em đánh bóng. Và nó là đi kèm với cái bộ này, là đi kèm với là hai một pin, một máy, một sạc. Pin 4A luôn nha anh em. Đấy, thì em sẽ đưa cho anh em xem. Cái sạc này là điện 120. Những anh em nào muốn lên 220 thì mình lên 220 cho anh em. Và một cái combo chung của nó. Đây, cái này là mình gắn vào, bao gồm có catalog này, đỡ đánh bóng này, đầy đủ mút này. Cái này nó có điều chỉnh tốc độ luôn nha anh em. Đấy. Rồi, mình gắn cái này vào. Gắn cái này phải gạt cái này mới gắn lại được nha. Xịt lại. Rồi, cái này dán vô, dán dính vô. Đấy. Hoặc là những anh em, cái này là cái quan trọng nhất. Cái này ở trên thị trường có bán nha anh em, rất là nhiều. Này nó sánh vô này mình không cần, thì mình sẽ lấy ra, mình sẽ làm cái khác đi. Đây rồi. Cái này đỡ cho những anh em mà có xe hơi rồi này, đánh bát rồi này, hãy đi đánh vật liệu này. Nó cấp cấp 1, cấp 2. Cấp 2 là nhanh hơn. Nó báo hỏi pin luôn. Đấy. Ok, những anh em nào quan tâm liên hệ 0962 232 180. Một cái combo này đỡ đánh xe hơi. Cảm ơn anh em.